Vâng, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Hôm nay thì em Vũ Duy Ô Tô lại tiếp tục review cho các bác một chiếc xe. Con này thì vừa về cửa hàng và thực sự là em vừa mới sửa nước lã qua thôi. Chưa có làm gì cả, rửa nước lã, lấy khăn lau, thế là xong. Vâng, phải nói là con xe này đúng là rửa nước lã, lau qua, thế nên là vẫn còn một số cái chi tiết vẫn chưa kịp xì tốt xì tát các bác nhá. Vâng, nên là các bác đến đoạn nào thì thông cảm cho em, nhưng chắc chắn là khi bán cho các bác thì xe phải được ok hết rồi. Một chiếc xe Black Captiva, xe đẹp, thương hiệu đến từ Mỹ. Và con này thì có biển số cực kỳ đẹp luôn, 14M8882. Riêng cái biển này thì hồi xưa những người mà muốn mua những cái biển này là cái thứ nhất là phải là quan hệ, và cái thứ hai là phải là người thực sự là nhiều tiền. Thua mỗi biển 4,8 thôi, nhưng mà biển 4,8 thì dành cho một chiếc xe mà ở tỉnh Quảng Ninh ai cũng biết. Thế còn con xe này thì cũng là thuộc một chiếc xe của bác đại gia. Và bây giờ thì bác ấy đi đấy, từng đấy năm rồi. Bác ấy để lại cho em, bảo là thôi thì để bán. Cái thứ hai là quay lên để cho anh thấy rằng là xe nó là một cái kỷ niệm. Vâng, kỷ niệm của bác thì chắc chắn là em phải quay chi tiết cho bác rồi. Nhưng mà xấu xa thì em phải khoe ra. Thế còn đẹp đẹp thì ai cũng nhìn thấy rồi. Một chiếc xe Volkswagen Captiva bản LT sản xuất năm 2007. Với cái giá tiền thì nói thật các bác còn lâu mới đến 200 triệu cơ. Vâng, chỉ bằng hai con xe máy thôi, rất là rẻ, rất là đẹp luôn. Và cái dòng xe Captiva là một cái dòng xe được ưa chuộng thịnh hành cực kỳ vào những cái năm 2007 đến 2009. Dòng xe này gọi chung là người ta gọi là cái tỷ lệ xe 7 chỗ bán ra có cao nhất thị trường thời điểm đấy. Số lượng xe rất là lớn luôn nhá. Chất xe thì các bác nhìn ngoài đường các bác biết rồi, người ta đi rất là nhiều. Dòng xe này thì máy số nó rất là bền, đi thì lành, được cái là khỏe. Vâng, máy 2.4 khỏe hẳn rồi. Với thời điểm này thì tính ra các bác mất tầm khoảng 3.000, chưa đến 3.000, 2.500 trên 1 km. Vâng, 2.500 trên 1 km với chiếc xe này các bác nhá. Nhưng mà bù lại các bác có một chiếc xe 7 chỗ, gầm cao, máy khỏe, đi đường trường cực ok. Và con này thì đã được chủ độ cả cam 360 độ. Vâng, phải là những người cẩn thận, thực sự là yêu xe thì người ta mới độ lên những cái quả như vậy. Riêng bộ cam hành trình, cam 360 độ của chiếc xe thì nó trị giá nó cũng đã gần 20 triệu rồi. Một chiếc xe đẹp với màu sơn vàng cát, bóng, khỏe, chắc. Và đấy, thời điểm hôm nay là thời điểm rời thời tiết nắng rất là đẹp, thế nên là việc review xe cực kỳ ok. Biển số 14M8882, một biển số chính chủ biển Quảng Ninh. Và các bác có thể nhìn logo thì cũng đã mờ theo thời gian rồi. Đấy, cái này là chưa xì tút nhá, chứ nếu mà về thì em xì tút lại cái màu này cho các bác luôn, là đẹp luôn. Dán vàng cũng được và dán bạc cũng được. Cản trước xe thì sạch sẽ, và nói chung là xe thì không có đâm đụng va quẹt đằng trước rồi, các bác nhìn ạ. Và đằng sau thì hơi chậm nhẹ một chút thôi. Đèn bi cầu này, đèn bi gầm, đèn phá xương rất là ok. Vâng, con này thì đã được sử dụng công nghệ đèn mới rồi, nên là khả năng tăng sáng rất tốt và cái mỹ quan của xe cũng rất là ok. Đồng cản đẹp và bầu đèn của xe thì có mắt đèn LED thông minh kết hợp với bên đèn pha. Đèn pha thì là đèn zin cơ bản nha các bác nhá. Còn đèn cốt của xe là sử dụng đèn bi bóng bi cầu. Đấy. Bầu đèn thì nó hơi và ố theo thời gian một chút, nhưng mà không bị vàng mà chỉ là hơi bố mờ thôi. Cái này thì đánh bóng lên là ok luôn. Vâng, một chiếc xe mà vừa về cửa hàng em chưa làm gì. Đấy, review luôn cho các bác. Còn đương nhiên là có những cái chỗ xì tốt xì tát thì em sẽ báo luôn cho các bác luôn. Tôn mỏng luôn này, tôn mỏng nhá, và có vài cái vết mèo cào. Đấy, thế còn về cản dưới của xe thì đẹp. Đấy, các bác nhìn này, cản dưới đẹp và không hề có vỡ nhá. Bác nào nhìn kỹ các bác cứ dừng hình xong rồi các bác xem là ok. Đấy, nói chung là về chất xe thì con này đánh giá tầm khoảng 80%. Vâng, 80% đấy ạ. Sơn zin của xe thì được còn 60% thôi. Đấy, xi nhan kết hợp trên bầu gương, và gương khá là to, có mắt camera 360 độ đây. Đấy, bầu gương này, chiếu hậu rõ ràng, xịn sò. Thời tiết hôm nay phải nói quá đẹp luôn. Việc review xe cực kỳ sáng láng cho các bác nên là rất dễ nhìn. Lốp 2021, lốp Hàn Quốc Dila Pro. Và cái dòng lốp này là dòng lốp chuyên dùng cho dòng xe Captiva nhé các bác nhá. Dòng lốp lốp này là lốp 23565, vành la răng là 17 inch. Và cái la răng 6 chấu, đấy, phay nhôm cực kỳ đẹp. Và đây là sơn zin của nó còn nguyên. Chủ người ta đi là không bị cạ la răng, thế nên là đâm ra la răng rất là đẹp, gần như là mới tinh luôn. Đấy, còn rãnh lốp thì đây các bác nhìn này, rãnh lốp đẹp luôn này. Đấy, xịn sò sạch sẽ nhá. Và xe thì nói chung là chất thì khỏi phải bàn rồi. Vâng, một chiếc xe mà lâu lâu ấy, bác ấy để toàn ở công trình, công trường thôi, chứ bác ấy không
bác ấy có điều kiện, bác ấy chơi con xe khá là nhiều tiền, thế là đâm ra là bây giờ là xe này thì cũng vứt đấy, thế là không làm gì nữa, thì bác ấy bảo gọi em sang mua. Và khi mua đấy, đây là lốp 2020 này, Hàn Quốc 2020. Vâng, khi mua chiếc xe này thì bác ấy cũng dặn là em về review xe cho anh cho nó thật lâu để làm kỷ niệm cho xe. Vâng, và cái xe biển này thì ở Quảng Ninh thì hầu như ai cũng biết. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp. Đấy, tôn rồi. Nó còn dày dặn chắc chắn nữa và không có ốp tỉa nhiều. Đấy, keo chỉ đây. Chỉ keo thì tương đối theo thời gian. Nói chung là xe vất công trình công trường thì thôi rồi. Cũng không được gọi là full đẹp. Nhưng mà như chất như thế này thì cũng thực sự là quá ok. Đấy, các cái phần này nó còn sần, nó còn nguyên này. Đấy, kính điện các thứ thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Và tất cả kính của xe thì được dán phim cách nhiệt. Tuy nhiên là cái phím điều khiển của cái cụm này thì ở cái kính bên kia kìa. Đấy, nó hơi rát một chút nhá. Thì cái này thì sẽ kiểm tra và chỉnh sửa. Vâng, xe cũ thì không tránh khỏi những cái khiếm khuyết. Thì em cũng sẽ về chỉnh sửa những cái này cho các bác để làm sao các bác có một chiếc xe ok. Phần ghế da của xe thì là ghế da đã được bọc vào cái dòng ghế này thì nó cũng khá là bền. Ghế đẹp, bác chủ có cái khuyến mại thêm cái này. Đấy, và khuyến mại thêm một cái áo lưng bằng gỗ cho các bác ngồi đường trường đi massage cho nó sướng. Đấy, ghế này không có bục rách nhá. Và ghế còn rất là đẹp, nội thất vẫn còn tươi. Đấy, bên kia cũng thế này. Đấy, nội thất vẫn còn tươi rói rói luôn. Nội thất con này thì em đánh giá khoảng tầm 7 điểm rưỡi thôi, không được đẹp như là gọi là dọn dẹp rồi. Nhưng mà đấy thì có sao bán vậy. Đấy, cam 360 độ cho chiếc xe. Đây các bác nhìn này. Cam xịn xò 360 độ nhìn trông rất là luột là luôn. Đấy, quay ba bốn phương tám hướng này. Đấy, úi giời, hàng xịn xò quá khác. Vâng, và xe thì lăn bánh theo đồng hồ là 23 vạn đấy các bác nhá. 23 vạn nên thảo nào mà trông những cái này nó vẫn còn như mới luôn rồi. Đấy, vô lăng còn chưa sần rách này. Đấy các bác nhìn nào. Vâng. Vô lăng đẹp và chưa hề có sần rách gì cả. Phần gương kính điều chỉnh điện thì có cụp xe đầy đủ. À đây. Có cụp nha các bác nhá. Và cụp xe và có điều chỉnh điện đầy đủ đây. Ghế điện luôn. Đấy, thế mới xịn sò chứ. Vâng, ghế chỉnh điện như dòng xe cao cấp hẳn rồi. Và đặc biệt là con này thì có sàn 6D, tuy nhiên nó cũng đã cũ theo thời gian rồi. À, cái sàn này nó khá là sạch, để như thế này thì nó sạch sẽ cho cả người lái người ngồi. Bàn đạp chân đã được bọc cao su nha các bác nhá. Vô lăng có điều khiển này, và gạt mưa gạt kính của xe thì hoạt động hoàn toàn ok. Nước lôi đầy đủ. Vâng. Con này nói chung là chất xe thì cũng khá là ổn. Vâng. Gia đình đi thì cũng được. Các bác đi gia đình cũng tuyệt vời. Vì một chiếc xe 7 chỗ chở gia đình thì rộng rãi vô cùng luôn. Thế còn phần bản lề ốc đây. Con này thì được cái là máy ngon, gầm chắc. Đấy. Nội thất ngoại thất của xe thì vẫn còn tươi. Đấy, nội thất này, ghế này. Bên này tapi hay là chỉ của xe này. Đấy, chỉ xe còn zin nhá. Đấy, tapi ốp gỗ rất là sang chảnh luôn. Đấy, còn phần sàn 6D đây. Một chiếc xe cao cấp, thương hiệu đến từ Mỹ. Và các bác nhìn, ấy chà. Úi giời, đấy. Trần của nó phải nói quá đẹp luôn mà không thèm bọc ni lông luôn ạ. Vâng, trần đẹp mà không hề bọc ni lông. Đấy, lốp dày. Lốp dày luôn. Đấy. Còn cái phần này thì có va quẹt một chút nhá. Những cái này thì chắc chắn là về sẽ phải xì tút xì tát lại rồi. Chứ không thể để nguyên như thế này được. Vâng. Đấy. Xe bác cái bán này nó vậy đấy ạ. Vâng. Chứ còn cũng không phải là bảo xe chưa dọn dẹp cứ có sao báo vậy. Những cái phần này thì em sẽ làm cho các bác. Vâng. Những cái phần như thế này thì em sẽ phải làm cho các bác rồi. Nên là các bác yên tâm. Phần cốp đây, đây. Các bác nhìn cốp này. Đồ cũng khá là rộng. Còn hàng ghế sau đây. Đấy, hàng ghế sau. Đấy, ghế da này. Đây là da zin của nó. Sò nó rất là mịn. Đấy. Con này nói chung là về chất thì là tương đối thôi. Khoảng tầm 70%. Thế nhưng mà được cái là các bác đi những cái dòng này thì cũng khá là ổn. Và dòng xe rộng rãi, lành cho gia đình. Đi thì... những cái dòng này vận hành rất là tốt, trơn tru và ít khi hỏng vặt các bác nhá. Đấy, biển số cam này. Và đương nhiên là bản thể thao thì các bác nhìn ạ, bô đôi đây. Đấy, bô thể thao này. Đấy, bên đèn hậu đây. Đèn hậu của nó thì rất là đẹp và căng, có cả lét mí luôn nha các bác nhá. Đấy. Vâng, nói chung là bác chủ bác ấy cũng đầu tư cho xe phết và chiếc xe thì vận hành cũng khá là ổn. Được bảo dưỡng định kỳ tại gara nên là các bác yên tâm. Đấy, lốp dép dày, bốn quả lốp này thì khỏi về chê rồi. Con này lốp dép rất dày luôn.
Về các bác cứ đi tầm khoảng 5-7 năm vẫn ok. Vâng. Dòng này thì được cái là chất. Vâng, đây là nội thất đây này. Các bác nhìn nội thất của nó vẫn còn rất là tươi. Đấy, tapi đây. Và chỉ keo thì zin này, chỉ zin này. Đấy, tapi đẹp, da sờ mềm. Đấy, tất cả phần này đều bằng da hết nhá, sờ rất là mềm, vân gỗ sang trọng. Đấy, cửa kính điện hoạt động hoàn toàn ok. Đấy. Con này chỉ có mấy cái phím bấm là nó bị lỗi thôi, chứ còn đâu là kính các thông motor quay là ok hết. Vâng. Bản lề đẹp này. Căng nét lẹt luôn này. Đấy, keo chỉ đây. Chỉ keo này. Nói chung là tầm đến bây giờ là có hơn chục 14 15 năm rồi. Đã được một chiếc xe mà giữ được như thế này thì cũng phải nói là bác chủ là một người cẩn thận. Vâng. Xe giữ tốt và lăn bánh thì 2 3 vạn đấy. Gương kính bầu gương. Vâng. Tất cả các chi tiết của xe vẫn còn tươi. Vâng. Con này thì được cái gầm của nó khá là ổn. Gầm đây. Đấy, các bác nhìn gầm ạ, gầm sáng sạch nhá. Vâng. Và với động cơ thì con này sử dụng động cơ 2.4, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 10 lít trên 100 cây. Đấy, 10 lít thì tính ra các bác mất tầm khoảng 3.000, 3.000 trên 1 km. Cũng là một cái mức cũng ok đối với một chiếc xe 7 chỗ. Vâng. Đấy, máy thì nổ khá là êm và xe thì không có báo lỗi gì cả. Các bác nhìn nhá. Đấy, tất cả các cái phần này và 23 vạn này. Đấy. Đồng hồ thì hiện nay ấy chả còi được ấy. Còi to, nghe âm chất và đấy, 200 triệu nhưng chưa đến 200 triệu đâu. Vâng, nhưng mà các bác đã mua ngay được một mẫu xe gầm cao máy khỏe. Đấy, động cơ máy của GM nha các bác nhá. Máy 2.4, mức tiêu thụ nhiên liệu 10 lít và đặc biệt là con này có trợ lái dầu nhẹ nhàng. Phần tai gì đây? Phần tai đầu đây. Đấy, các bác nhìn này. Tai đầu này. Rất đẹp. Xe cứng và nói chung là theo thời gian 5 tháng rồi thì chất xe thì cũng chỉ được khoảng tầm 70% so với xe mới thôi. Nhưng mà thực sự là với một chiếc xe như thế này, với cái số tiền các bác bỏ ra không nhiều thì đây là một mẫu xe rất là ok. Vâng, những ai mà yêu thích chiếc xe này, yêu thích kiểu dáng cũng như là về chất thì alo ngay cho Vũ Duy Ô tô qua số điện thoại 0869 158 926. Cửa hàng em thì ở ngay Quán Toan nha các bác nhá, ngã tư Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Và cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm. Nếu bác nào mà yêu thì alo ngay cho Vũ Di Ô tô qua số điện thoại 0869 158 926. Vâng, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và chúc các bác tìm cho mình được những chiếc xe yêu thương với Vũ Di Ô tô. Vũ Di Ô tô chuyên các cái dòng xe lằng nhằng khủng khoảng giá rẻ nha các bác nhá. Cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.